Đại Bồ Tát nhất định chứng đắc trí nhất thiết trí, cũng như ông đã nói, nếu tất cả pháp tự tánh đều không, thì chúng Đại Bồ Tát làm sao học tất cả pháp, nói rộng cho đến đây là pháp Bồ Tát, đây là pháp chư Phật. Thiện hiện nên biết, các hữu tình nào biết tất cả pháp tự tánh đều không, thì các Đại Bồ Tát không cần học tất cả pháp, cũng không cần chứng trí nhất thiết trí. Và vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị làm gì? Bởi vì các hữu tình không biết các pháp tự tánh đều không, nên Đại Bồ Tát nhất định phải học tất cả pháp và phải chứng được trí nhất thiết trí vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi mới tu học, đối với Bồ Tát Đạo nên quan sát kỹ. Các pháp tự tánh đều bất khả đắc, chỉ có hư dối phân biệt tạo ra. Chúng ta quan sát các pháp tự tánh đều hoàn toàn không, không nên ở trong ấy sanh chấp thủ, nghĩa là không nên chấp thủ sắc, cũng không nên chấp thủ thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến không nên chấp thủ tất cả hạnh Đại Bồ Tát, cũng không nên chấp thủ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều không, tánh không chẳng nên chấp trước. Trong không của tánh không còn bất khả đắc, huống là tánh không, làm sao chấp trước cái không được. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi quan sát tất cả pháp như vậy, đối với các pháp tánh tuy không chấp trước, nhưng đối với các pháp thường siêng năng tu học chưa từng nhàm chán, Đại Bồ Tát này an trụ trong đây tu học quán sát tâm hành của các hữu tình sai khác, nghĩa là quán sát tâm hành của các hữu tình này ở chỗ nào, đã quán sát rồi như thật biết rõ tâm của chúng, chỉ hành nơi hư vọng phân biệt chấp trước. Bấy giờ Bồ Tát suy nghĩ, tâm hành này đã hành chỗ hư vọng phân biệt chấp trước, ta độ chúng giải thoát nhất định không khó. Đại Bồ Tát này nghĩ rồi an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo dạy bảo giáo giới các hữu tình: này các người nên xa lìa chỗ hư vọng phân biệt chấp trước, đạt đến chánh pháp tu các hạnh lành. Lại nói: này các người nên hành bố thí sẽ được tài sản đầy đủ, nhưng đừng ỷ lại sanh tâm kiêu mạn buông lung. Vì sao? Vì trong đây đều không chắc thật. Này các người nên hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ được các thứ công đức đầy đủ, nhưng đừng ỷ lại sanh tâm kiêu mạn buông lung. Vì sao? Vì trong đây đều không chắc thật. Nói rộng cho đến ngày nay, các ngươi nên hành quả dựng lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, nhưng đừng ỷ lại sanh tâm kiêu mạn buông lung. Vì sao? Vì trong đây đều không chắc thật. Đại Bồ Tát này khi an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo dạy bảo giáo giới các hữu tình hành Bồ Tát Đạo, tâm không còn chấp trước. Vì sao? Vì tất cả pháp tánh không nên chấp trước, hoặc mình chấp hoặc đối tượng để chấp đều vô tự tánh, vì tất cả pháp tự tánh đều không. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bồ Tát Đạo, đối với tất cả pháp đều không chỗ trụ, đem không chỗ trụ mà làm phương tiện, tuy hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng ở nơi ấy đều không chỗ trụ, nói rộng cho đến tùy hành hạnh Đại Bồ Tát quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, nhưng ở nơi ấy đều không chỗ trụ. Vì sao? Vì tự tánh như thế, người hành tướng được hành tất cả đều không, nên ở trong ấy đều không chỗ trụ. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát tuy có thể chứng đắc quả dự lưu, nói rộng cho đến độc giác Bồ Đề, nhưng đối với nơi ấy không muốn chứng trụ. Vì sao? Vì có hai lý do đó là: một là quả kia đều không tự tánh, người trụ, chỗ trụ đều bất khả đắc; hai là đối với chỗ trụ không sanh vui mừng, không cho là đủ. Vì vậy ở trong ấy không muốn chứng trụ, nghĩa là chúng Đại Bồ Tát thường suy nghĩ, ta nhất định phải chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, không thể không được, nhưng ở trong ấy không nên chứng trụ. Vì sao? Vì ta từ lúc mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đến nay, trong thời gian ấy không có lúc nào sanh ý tưởng pháp, chỉ một lòng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng ta nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không thể nửa chừng an trụ trong các quả. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm cho đến khi nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát không có ý tưởng nào khác, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này từ khi nhập sơ địa cho đến thập địa không ý tưởng nào khác, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết,
Đại Bồ Tát này chuyên tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không có lúc nào sanh tâm tán loạn. Nếu có sanh khởi ác nghiệp nơi thân khẩu ý đều cùng tương ưng với tâm Bồ Đề. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này trụ tâm Bồ Đề, phát sanh Bồ Đề đạo, không bị các việc khác làm rối loạn nơi tâm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp hoàn toàn không sanh thì làm sao chúng Đại Bồ Tát phát sanh Bồ Đề đạo? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, tất cả pháp đều không sanh. Ở đây tại sao còn hỏi về sự không tạo tác và sự không hướng đến, nên biết tất cả pháp đều không sanh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải chư Phật xuất hiện ra đời hoặc không xuất hiện ra đời thì pháp tánh, pháp giới, các pháp vẫn thường trụ không? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nhưng các hữu tình không hiểu rõ được pháp tánh, các pháp là thường trụ, nên luân hồi sanh tử, chịu các khổ não. Các Đại Bồ Tát vì làm lợi ích cho hữu tình nên phát sanh Bồ Đề đạo, nhờ Bồ Đề đạo làm cho hữu tình giải thoát hoàn toàn các khổ sanh tử, chứng được niết bàn thanh tịnh an vui. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát nhờ dùng đạo phát sanh để được Bồ Đề phải không? Phật dạy: Này thiện hiện, không phải. Bạch Thế Tôn, nhờ dùng đạo không phát sanh để được Bồ Đề phải không? Phật dạy: Này thiện hiện, không phải. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhờ dùng đạo sanh không sanh để được Bồ Đề? Phật dạy: Này thiện hiện, không phải. Bạch Thế Tôn, nhờ dùng đạo chẳng phải sanh chẳng phải không sanh để được Bồ Đề phải không? Phật dạy: Này thiện hiện, không phải. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì Đại Bồ Tát làm thế nào để chứng được Bồ Đề? Phật dạy: Này thiện hiện, Bồ Đề không do đạo hay chẳng phải đạo mà đắc. Vì sao? Vì Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề. Vì vậy không do đạo hay chẳng phải đạo mà đắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề, thì Đại Bồ Tát đã đạt được Bồ Đề đạo, không thể không đạt được. Nếu vậy, lý do nào Thế Tôn lại vì các Bồ Tát nói 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, 32 tướng, 80 vẻ đẹp và vô lượng vô biên các Phật pháp khác làm cho họ tu chứng? Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ông có nói là Phật đạt Bồ Đề không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không có. Vì sao? Vì Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật, nên không nói là Phật đạt Bồ Đề. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nhưng ông đã hỏi Đại Bồ Tát đã đạt được Bồ Đề đạo, không thể không đạt được. Thiện hiện nên biết các Đại Bồ Đề tu đạo Bồ Đề chưa được viên mãn, làm sao nói đạt được Bồ Đề? Thiện hiện nên biết các Đại Bồ Tát nào đã viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Từ đây không gián đoạn, dùng định kim cang dụ trong một sát na, tương ưng với bát nhã, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả sự tương tục tập khí của hai tướng thô trọng là phiền não chướng và sở tri chướng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với tất cả pháp được đại tự tại. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật là như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi rốt ráo thường tự thanh tịnh ba nghiệp thô trọng thân ngữ ý, cũng làm cho người khác thanh tịnh ba nghiệp thô trọng thân ngữ ý mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật đang ở. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát thường tự thanh tịnh ba nghiệp thô trọng thân ngữ ý là như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu sát hại sanh mạng, lấy của không cho, làm việc tà hạnh, ba việc bất thiện này gọi là thân nghiệp thô trọng của Bồ Tát, hoặc nói lời dối trá, lời chia rẽ, lời thô tục, lời tạp uế, bốn điều bất thiện này gọi là ngữ nghiệp thô trọng của Bồ Tát, hoặc tham dục, sân giận, tà kiến, ba điều bất thiện này gọi là ý nghiệp thô trọng của Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào còn san tham, phá giới, sân giận, giải đãi, tán loạn, ác tuệ cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào mà giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát trí kiến uẩn đều không được thanh tịnh cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào xa lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
nói rộng cho đến ra liền tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào tham đắm quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào tưởng giác uẩn cho đến thức uẩn cũng gọi là thô trọng, nói rộng cho đến tưởng tất cả hạnh đại bồ đề và tưởng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng gọi là thô trọng, tưởng phàm phu, tưởng thanh văn, tưởng độc giác, tưởng Bồ Tát, tưởng Như Lai cũng gọi là thô trọng, tưởng địa ngục, tưởng bàng sanh, tưởng ngạ quỷ, tưởng người, tưởng trời, tưởng nam, tưởng nữ cũng gọi là thô trọng, tưởng cõi dục, tưởng cõi sắc, tưởng cõi vô sắc cũng gọi là thô trọng, tưởng thiện, tưởng phi thiện, tưởng hữu lậu, tưởng vô lậu, tưởng thế gian, tưởng xuất thế gian, tưởng hữu vi, vô vi cũng gọi là thô trọng. Thiện hiện nên biết như vậy vô lượng vô biên các sự chấp trước của các pháp và các hữu tình hư vọng phân biệt cùng chỗ phát sanh, các nghiệp thân ngữ ý và những loại hữu tình không có thể tánh kham chịu đều gọi là thô trọng. Các đại Bồ Tát đối với thô trọng này đều nên xa lìa. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, xa lìa sự thô trọng đã nói ở trên, tự mình hành Bố Thí Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác hành Bố Thí Ba La Mật Đa, nên các hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần vật dụng cho vật dụng, tùy nơi tùy lúc, tùy vật dùng, đều bố thí cho họ, như tự mình đã hành các pháp bố thí, khuyên người khác cũng hành như vậy. Bố thí như thế rồi, đem căn lành này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nhân tịnh cõi Phật đang ở, làm cho mau được viên mãn, lợi ích an vui cho hữu tình. Đại Bồ Tát này tự mình hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác thực hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm việc này rồi đem căn lành này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nhân tịnh cõi Phật đang ở, làm cho mau được viên mãn, lợi ích an vui cho hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông hoằng huyện chứa đầy bảy bóng thượng diệu khắp tam thiên đại thiên thế giới, cúng dường Phật pháp tăng và tháp của Phật, cũng rồi vui mừng phát thệ nguyện rộng: tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nhân tịnh cõi Phật đang ở, làm cho thế giới tôi cũng được trang nghiêm bằng bảy bóng, tất cả hữu tình tùy ý thọ dụng các thứ ngọc báu mà không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện trỗi vô lượng âm nhạc vi diệu trong cõi trời, người cúng dường tam bảo và tháp Phật, cúng dường rồi vui mừng phát thệ nguyện rộng lớn: tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở, làm cho quốc độ của tôi thường được trỗi các thứ âm nhạc vi diệu như thế, hữu tình khác được nghe thân tâm vui vẻ nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện chứa đầy các thứ phẩm vật hương hoa tươi đẹp ở cõi trời người khắp tam thiên đại thiên thế giới, cúng dường tam bảo và tháp Phật, cúng dường rồi vui mừng phát nguyện rộng lớn: tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở, và cũng làm cho cõi tôi thường có các thứ hương hoa tươi đẹp như thế, làm cho hữu tình khác thọ dụng thân tâm vui mừng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện sắm sửa trăm vị thức ăn nước uống thượng hạng, cúng dường chư Phật độc giác thanh văn và chúng đại Bồ Tát, cúng dường rồi vui mừng phát nguyện rộng lớn: tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở, khi tôi được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ độ các loài hữu tình trong nước tôi cũng đều được trăm vị thức ăn nước uống như vậy, thân tâm vui mừng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện sắm sửa các thứ hương bổn thơm đẹp, y phục mềm dịu ở cõi trời cõi người, dâng cúng chư Phật độc giác thanh văn và chúng đại Bồ Tát hoặc thí pháp và tháp Phật, cúng dường rồi vui mừng phát nguyện rộng lớn: tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở, khi tôi được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ độ các loài hữu tình trong nước tôi thường được y phục hương bổn như thế, tùy ý thọ dụng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện sắm sửa các món trang nghiêm, tùy ý sanh ra năm thứ dục là vi diệu trong cảnh giới trời người, dâng cúng dường chư Phật và tháp Phật,
độc giác thành văn và chúng đại Bồ Tát và các hữu tình. Cúng rồi, vui mừng phát nguyện rộng lớn, tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nhân tịnh cõi Phật đang ở. Khi tôi được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, sẽ độ các loại hữu tình trong nước tôi, tùy tâm ưa thích các cảnh sắc thanh hương vị xúc thượng diệu, vừa nghĩ liền có hiện đến, vui mừng thọ dụng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, rỗng mãnh chánh cần phát hoằng thệ nguyện, tự mình trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng khuyên người khác trụ vào nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nói rộng cho đến tự mình tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng khuyên người khác tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm việc này rồi phát thệ nguyện. Khi tôi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, sẽ độ các loài hữu tình trong nước tôi, thường không xa lìa các thứ công đức như thế. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ hành hạnh nguyện này nên có thể nghiêm tịnh cõi Phật đang ở. Thiện hiện nên biết, chúng đại Bồ Tát này, tùy theo thời gian hành bồ đề đạo được bao nhiêu, thì được viên mãn phát sanh hạnh nguyện tinh tấn tu học bấy nhiêu. Nhờ nhân duyên này, nên tự mình được thành tựu tất cả thiện pháp, cũng có thể làm cho người khác tuần tự thành tựu tất cả thiện pháp. Tự mình có thể tu được tướng hảo thù thắng để trang nghiêm thân, cũng giúp cho người khác được tuần tự tu tướng hảo thù thắng để trang nghiêm thân. Vì nhờ phước đức rộng lớn giúp đỡ hộ trì, thiện hiện nên biết hạnh nguyện tu hành của chúng đại Bồ Tát này được viên mãn rồi, đều làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật chỗ mình đang ở. Khi Bồ Tát chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các loài hữu tình đã được giáo hóa cũng được sanh vào cõi ấy, cùng hưởng pháp lạc đại thừa và sanh vào cõi tịnh độ. Hết quyển thứ 535.